Điều riêu thì kia mà ra mạng công việc ở không đồng kiếp mà riêu riêu hỏi hỏi định đổi tao rồi không chịu chữa rồi kêu người nọ làm bức chức. À, chào chị. Hả? Ê, bữa nay em ở trên nước cống gặp cô bé nè. Thì có bé Thảo đó, đợi bé Thảo làm đi. Rồi. Con với. Dạ. À, chị này ở giờ ba. À, giờ cái không biết cô đấy mình bị sợ gì em cuộn tay rồi. Nè, cuộn tay. Cuộn tay. Cuộn tay. Con bà. Cô bé khỏe không? À, bằng cái bóng mà. Đâu, đâu phải bằng khắc khịch đâu mà. Bé cảm ơn lời hỏi. Vậy đi. Mẹ bé khỏe không? Chắc mẹ không? Mẹ bé mệt lắm hả? Không có, đưa đau mình chút à. Chắc mẹ bé đi nhiều quá giờ mệt rồi phải không? Một phạt đưa đúng rồi đó, cảm ơn lời hỏi thăm. Dạ. Ừ. Cô cũng gửi lời thăm mẹ bé, kêu mẹ bé nhớ giữ gìn sức khỏe. Một phạt. Ngủ đây để đó trong trái này, miệng đây mà hết đó bụi này ở xa. Xa đây whisky đó để làm gì, để cho uống một miếng đó mà lòng này được say. Được đúng không? Cái cuối đầu của bà ta không biết có đúng không. Rồi đúng rồi, muốn khóc rồi. Là khóc chi nước mắt nó dài này, lòng đây mà chặt lại, con ở nơi này vẫn nhớ quê hương. Quê hương nhiều gạo nước đầy, mà sao không giữ mà đi nước này mà sống vui. Đợi ngồi dậy đi. Là nằm như vậy thì người ta nói là không có trông chậm. Đợi nó cổ cấp lên đi rồi cái chuyện cái rồi nọ rồi mình đùng cung quá nên chụp mình trốn. Đợi bé chị gặp bé có chuyện gì công tình thì chị nói thôi. Bé nghe nè. Đợi đừng có khóc mà. Cuộc đời đau khổ gian chân, tưởng đi nước lạ cho tâm mình được yên. Yên đâu trong ông thấy yên mình, giờ đây nhìn lại một mình bơ vơ. Một mình bơ vơ. Thôi gặp bé chị mừng đi, đợi đứng tóc. Xúc động nói lên lời. Hả? Ủa, chỉ xúc động nói lên lời. Rồi xúc động nói lên lời á. Khóc bao nhiêu? Rồi đúng rồi, chỉ đau tóc á. Muốn đây mở đó lời này, cùng nhau mà tập sự với bé này mà thôi. Thôi hãy chúc đôi lời, bé đây xin mời đó chị này nói đi. Nói ra đây cho tâm đó được vui này, mà lòng đây tao gỡ một mình đau ghê. Đó, tao mà còn ghê nữa. Lời. Bé cười rồi chị cười đi, đừng khóc nữa. Đừng khóc nữa. Thương bóng. Sao chịu hết mà khương bóng.
đâu đâu thấy bóng vỏ đâu mà gương. Nhưng mà chẳng, nhưng mà không không thấy bóng, nhưng mà nghe tiếng là thương rồi. Nghe tiếng cũng thương, không cần thấy bóng. Xuồng kia chào đó lâu rồi, về đây mà cầm dầm đỏ bởi này mà phai lang. Phai lang đây tươi đó trong sùng, giờ đây gặp lại người về bán khoai. Có gì nói với cô bé đi, khóc hoài vậy. Có gì chia sẻ buồn vui gì đó nói với cô bé đi. Bé chèm nhẹp. Thì bên kia cầm dằn đó chuồng đợi này, về đây mà gặp lại bác khoai lang này cho chúng sanh đi. Thôi còn hỏi nữa. Phải hỏi chứ, đâu có biết đâu. Đã vì thôi giờ xin mừng cô nha. Thấy rồi, bé thấy rồi. Bé thấy rồi. Mặt. Tóc bạc hết rồi. Tóc đây trắng đó tiếc này, mặt đây mà còn trẻ. Về này quê hương, quê hương kia đang bán hết khoai này, về đây mà cầm dầm đó rau này phải lan. Chị nói về khoai. Cô có gửi tiền cho cậu Thảo á, tại vì không có về được, nhờ cậu Thảo đưa cho bé, nhờ bé phụ dùng làm dùng nha, tại vì bên đây ở bên nước này không có làm được giống như bên Việt Nam. Nên bây giờ là cô bên đây nhờ cô bé vẫn làm ơn giúp đỡ những người nghèo ở Việt Nam mình, với những người mà có mặt ở ngoài á, nhờ cô bé làm giùm cha. Dạ, cảm ơn cô bé nhiều. Nghĩ lại là không nhận câu này. Đâu vậy? Là làm chưa được là cảm ơn, chưa mặt mà được bụng chưa lầy mà sao cảm ơn? Không đúng. bé thường thường đeo gì không đó chị ơi? Dạ. Đó, mình nói là lành thai á, chứ đừng nói cảm ơn cô bé nha. Cảm ơn lòng quê, nói lành thai để cô bé có phước. Dạ, cho anh Thảo gửi hình của bé đó, là nằm xuống mới gửi cho chị đang đi chưa đi. Để nữa anh Thảo gửi. Không, cái này là mấy tấm hình riêng, mấy tấm hình chụp đẹp lắm. Coi hình của bé cầm thúng nữa, nhiều cái đẹp lắm. Còn cái tao chỉ có một chút anh cái gì hết từ rồi. Tắt qua tắt lại cho nó dung dinh này cho anh vui chơi chứ không có bị hết đâu. Nhiều khi ban đêm ngồi coi cô bé xong rồi thấy cô bé
cảm động, thấy thương bé. Mai cô bé về hả? À, chiều nãy mới đi. Trời, trời lắm, bé còn đi lượm đời, trời tôi đắp cho cô vô nặng nữa mới trời được no rồi mới về. À, đang chờ bé với mẹ cưới đó, ở chờ bên Trúc ạ. Mà còn chưa thấy mẹ sắp có lượm mời, nhiều lắm. Lượm vô đã cho no hết luôn, cho nó uống luôn vậy mà đó. Dạ, vui nha. Vô mà bên kia nước mắt chảy hoài cho chú nội. Mới lụm á, mới lụm hồi chiều á. Chị mới lụm á, năm tặng bạc hả? Đẹp ha, hồi nào ghi vô hồi ngầu á. Cái này là chị chịu, anh Khanh chứ anh ở kia quay lụm á. Chứ mấy không không thấy. Bé lời đuổi lụm giải mà, chứ không thấy này. Giờ thấy rồi cho nhìn đi đường thấy nước mắt chảy đường rồi. Nay gặp cô bán mừng không chạy, vui không chạy? Nè, anh Thảo hỏi đi, nói chị không định đi cho chị mua đi. Nay gặp cô bé vui không? Dạ. Vui. Dạ, nói chung mình cũng rất là nhiều người cũng muốn gặp cô bé nhưng mà cũng khó lắm chứ không phải. Nói chung là có duyên thì là có duyên thì gặp. Dạ. Đúng rồi. Hồi nãy em gọi chị đang ngồi kế bên chồng chị. Yeah. Em hiểu không? Yeah. Mà chị ngồi chị nói chuyện đó, tại vì chồng chị nó kiểu mà chị không giải thích được, giống như hai người hai cái giống như là cái nghĩ khác nhau ha. Không không biết lắm. Dạ. Cho nên nhiều đó là tâm ma, còn đây tâm Phật nữa, ma chứ Phật. Họ không có trùng hợp đó, nên cứ chọn ép nói nặng nói nhẹ hoài nó trùng. Bên kia nóng tình hết á. Đúng rồi, nó là ma mà chọn nó kinh được nó. Nó đâu phải chữa chung nhóm mà làm bọn kìa. Khi nó mới kinh còn này Phật với ma mà cách xa với một trường ngoài là đâu được quên như khương nhau đâu. Cô bé nói gì đúng không? Cô như là ông xã của mình là bây giờ có tình về tâm linh đúng không? Đang lùi luôn, quýnh mẹ qua đó. Mẹ đi cứu người giờ quýnh mẹ nằm đặt này đang cứu lùi luôn. Bé tới 20 ngày chưa bé. Hả? Chị nói là ông xã chị không có tình tâm linh. Đúng rồi, trời nó đâu thấy bữa nào mới lên lửa mới liếm mình luôn. Đó là mình chờ không cho biết tâm cửa mình chạy. Qua mấy chỗ cổ tóc sợ chứ giấc ma kia này giấc kẹt nhà mất đúng rồi. Nên chị phải giữ tâm chị dưỡng đi, giống như mẹ hồi thương mày lắm, còn bị quấn mặt mày đang cùi đùi không biết cái dính cái gì đen hết luôn rồi xong này dưỡng về giờ mà nội dẫn bỏ lên luôn nó xé giấy luôn rồi xong mày đi mười mấy năm nay giờ từ lúc bé về tới giờ bà nội dẫn mày đi vợ chứ bé luôn có bây giờ cho mẹ ở nhà đi mày. Giờ bệnh cuối thẳng hết rồi, còn lâu. Tự hành hạ mẹ ba sát mà không biết thương mà còn uống nặng này mới dính cái gì đen 20 ngày chưa hết luôn. Uống chưa còn mặt cậy gì à. Sao mày đi mặn đem tiền về đó. Mà mẹ mặn này bà nội đâu cho nhận đồng bạc nợ đâu anh Thảo. 8 năm trời luôn. Mẹ cho bé được mót ăn không mới mà đâu ai biết. Nó đâu có xuống khách mà. Nên mẹ mà khỏi mẹ đâu dám nói. Nói người ta nói mình có vô hình độ mà sao để được mó. Ta đâu kinh, ta cùi không mà. Nên mẹ nói coi miếng được mó hay là xin hay mua gì miếng no mà được rồi. Mẹ nói vậy đó. Để có sức mình được một đủ. Quýt biết mà giờ này được khỏe quá lắm. Thua quá lắm. Chứ gặp được mọi người lại. Quýt sẽ dặn ra. Lặng tiền về ngồi xuống. Mình khỏe. Dạ. Đợi đó chứ không phải thấy đau lòng quá. Trời đeo về đó không thấy nè, giờ chứ đỡ thôi, cứ chùi chùi hoài như vậy. Sao mà mình gặp bé mà cứ chảy nước mắt hoài vậy? Nói cho bé nghe coi. Không biết, giống như từ hồi lần đầu tiên mà coi cô bé là
hồi mấy năm trước của tại An Giang với lại sân bay hành trình. Dạ, lúc coi đó là đã khóc rồi. Vậy là tới giờ luôn hả? Ồ, cũng dạ. Lâu quá, lâu quá bác. Hai năm. Coi lâu lắm rồi. Dạ, chứ không phải mới đây đâu. Lúc ban đầu coi là đã bị khóc rồi. Dạ. Dạ, chứ không phải là mới coi em với lại chờ chú Thanh đâu. Dạ. Là coi lúc là tại Hành Giang đồ đó, với hành trình đồ là coi là lúc đó là mới coi vô là mở gặp cô bé là biết rồi. Là tin tưởng tới giờ đâu á. Hai niên rồi là hai năm rồi. Hai năm. Dạ. Dạ, đúng rồi. Liên lạc cho nên lúc trước thì không có liên lạc được, bây giờ chỉ biết em rồi, vì cho nên mới liên lạc với em á. Dạ. Lúc đó cũng muốn liên lạc cô bé nhưng mà học chưa, lúc đó chưa biết chưa gì hết. Dạ. Sống bên đây thì chú quê lắm, thấy cô bé quê, nhớ quê. Dạ. Mình đi một mình với bạn thôi sao chị? Không, chị đi cả gia đình. Dạ. Cả gia đình chị đi qua đây hết luôn á. Ba má với mấy anh chị em qua đây hết. Nhưng mà sống ba má sống cũng mới mất đi. Lúc mình như đi 15, 16 tuổi đi gia đình ba má với mấy anh chị em qua đây sống rồi đi học bên đây. Ba má lo cho rồi sống bây giờ. Ba má đã mất hết rồi. Cố lắm làm chị ơi, đừng có khóc nữa. Đợi nên bé nó đeo nè nè. Để hồi bé khóc theo. Rồi tự gì tôi bé nói là đọc không có đó riết. Nên riết nói rồi giờ đưa mẹ quy hồi. Bây giờ cũng muốn về Việt Nam thì cũng không thích về nữa, giờ sợ rồi. Để đi từ hồi năm 90 luôn mà. Cả mưa trời lắm. Hồi năm 1980 á, tám lẻ ta đi từ giờ lót bây giờ á, đi từ lúc đó. Hồi năm 81 đó, thấy không? Mẹ nói mà đi từ cái năm 80 ta nốt lẻ đó. Lúc đó là đi giờ đó đi theo cái trận, đi theo cái gia đình đi lính đó, cho đi hết luôn á, không cần thì đặt cái tầm đưa người ra máy bay là đi thôi. Thì ba má cũng mới chết mấy năm xong rồi thì bây giờ thì mặc dù sống ở nước ngoài nó kiểu mà sung sướng nhưng mà thiếu ba má không có sung sướng đâu. Thôi bây giờ lấy nội từ cho bé là niềm chở vui đi. Chứ bây giờ người lớn đã đi về quê được gặp nhau rồi chị phải vui mừng chứ không được khóc. Chị khóc là ở trên người ta ngồi tu, người ta ngồi không được hả, không có nhớ phục bại đâu, còn bị đòn khiêm bác chứ không có được việc đâu. Mà như khế đó đừng có chảy nước mắt nữa, nên đeo cái này đi, không thấy ai gì nữa. Sao cô bé biết ba má của cô tu à? Đúng rồi. Nên đừng có chảy nước mắt nữa. Chảy nước mắt là trong lòng đau nhói luôn á. Rồi ngồi vậy không được, nó có sụp xuống ngoài là mắt hết tụt hết. Ủa mắt lắm, tiếc lắm thì ngoài đó. Để người ta ngồi dững lên vậy mới được đỡ mình nổi. Còn không vậy cái giờ đừng sụp xuống ngoài thì có nước mềm á, nó nhẹp xuống ngoài đó. Đỡ đừng làm vậy. Nên nhiều người không hiểu được bé, được chỉ có mẹ bé hiểu bé rồi. Nên bé nói cầu đó. Đi lắc lắm nên không thể hiểu được không khi được bé đường nghe được bé đường.
lại nhớ cô bé, nhớ cha nhớ mẹ, mình nhớ cha nhớ mẹ khóc thôi. Thôi cả nhớ thì cả niệm Phật vào đó, cả trước đây linh hồn nhỏ đó về này, trên đây tiên bầu đó đang đợi người về niệm Phật cùng vui. Vui đây bàn đào đó có nho này, thêm đây nước trà đó, uống vào cho vui. Như vậy đi, đợi đừng có nhớ cái chuyện khóc nữa, đừng có sợ khóc nữa. Hồi xưa mẹ sắp cũng như cho chữ với mẹ mắc cũng khóc rồi đó, cái sau này nghe bà cô cỡ rồi đó, nên mẹ không khóc nữa. Mẹ không khóc, đợi đó cho ngồi tu, đợi được dưỡng trà. Cứng lên như vậy mình có té được thì người ta mới đỡ mình được nổi. Còn như khóc cái mềm cái té xuống hai người tụng mắt hành tùng, uổng lắm. Vậy đó, mày hiểu được đâu. Mình khóc hoài hả? Ông bà thì đi cũng lưu liếng rồi đó. Đúng rồi, không có ngồi, không phải không đi được mà ngồi tu á. Nó cứ sụm xuống vậy, nó không có đứng được dưỡng cào. Ý tiếc lắm, nhiều người ta không biết. Nên như vậy lắm. Nên sau này mẹ biết là bà cố cỡ mẹ nghe rồi đó, mẹ hò không có khóc nữa. Tụi mẹ cũng nhớ tình thương mẫu cử á. Nên sợ là bị có đói không, rồi không biết ở đâu á. Sau này bà mẹ mẫu thân của mẹ về cho mẹ thấy là ở cho nó tu rồi đó. Cái mẹ quần cái mẹ không khóc nữa luôn. Có bây giờ mày 2006 bây giờ luôn rồi. Mẹ hết khóc luôn, nãy giờ đi qua cho nó hết luôn à. Nên không có khấy được nhà thì tu rồi, may nó che lại đâu khấy được. Nên mẹ mừng lắm. Mẹ đi làm về nặng mẹ để tiếp cầm lức á, cho mọi người được có hưởng hết để sau này về cùng gặp vui vậy đó. Để đâu cần cái đó, cho mẹ đâu cần. Cô bé khuyên chị đó thì mình đừng khóc nữa chị ơi. Hôm nay gặp cô bé đi, thì vui lên đi. Đứng lên dẫn vậy nè. Rồi sau này mới gặp nhau chứ đừng khóc cái nó mềm nó xuôi xuống cái sàn ngã luôn, buồn lắm. Tiếc lắm. Tại vì chị không hiểu đó. Nên nay bé nói được thì hứa chứ bé được, đừng chạy nước mắt nữa. Rồi đi. Dạ. Ơi móc lại đây, móc lại đó này, móc lại đó. Nếu mà còn chảy nước mắt nữa thì bé không gặp nói chuyện nữa đâu nha. Nói chút rồi đó không cần gì thử đi. Dạ. Chị khóc nữa là bé nghĩ nói chuyện đó. Ok, chị cố gắng. Để chị cố gắng. Không có bỏ luôn chứ không có cố gì hết. Không có gắng gì bỏ luôn. Có xài hai câu nọ đốt dục đi. Bỏ luôn nhưng cố gắng gì trên. Cố gắng đúng rồi đó. Đem cái ngược là hiểu rồi. Chị nói. Thì bỏ cái nào của chị thì mình cũng phải bỏ, thì cũng bỏ, nhưng mà một cái cắt đứt ngang cái thì đâu có làm được, thì cũng cắt cũng cắt từ từ. Không có cắt là phải đứt tiệt luôn chứ còn đã cắt mà dao bén mà sao cắt cường cường được, phải lấy cái bắt cắt rồi nè. Để cho người ta yên vui, để người ta ngồi thì tu hành đi chứ khóc như vậy không cách nào kéo về hả? Nhớ mà chị nói để chị bé nói chuyện cho nó vui, quên hết tất cả, chở nó đi theo nước mắt cho mắt đi, nó quá đau bây giờ mà còn khóc. Thôi gặp bé hôm nay vui lên được rồi, đừng khóc nữa, khóc hoài cũng không có được gì đâu chị ơi. Không có được gì hết, ta không có giúp gì được của mày đâu. Khóc vết thương con mắt đó, có được gì đâu. Rồi bé xin chào chị. Cảm ơn cô bé nhiều. Rồi. Cô bé giữ gìn sức khỏe. Dạ. Cảm ơn, ở nhà cô Thảo. Dạ, không có gì chị. Mẹ bé giữ gìn sức khỏe nha. Rồi.